hàng đầu tiên bằng Ron tại Mỹ, Wing, công ty con trực thuộc Alphabet, Google, trở thành doanh nghiệp đầu tiên triển khai giao hàng bằng Ron tại Mỹ. Thử nghiệm được tiến hành tại Christiansburg, một thị trấn nhỏ ở bang Virginia nơi có 22.000 dân sinh sống. Mặt hàng được giao là sản phẩm giao hàng của FedEx, thuốc của Walgreens và kẹo của doanh nghiệp địa phương. Tất cả đều được Wing giao qua Ron. Wing cho biết chuyến giao hàng thành công đầu tiên bằng Ron được thực hiện chiều 18 tháng 10 tại Christiansburg. Động thái này sẽ lót đường cho dịch vụ giao hàng bằng drone rộng khắp nước Mỹ. Những chiếc drone sơn màu vàng và trắng được chất theo các gói hàng tại trung tâm điều hành Nest. Trọng lượng hàng tối đa cho mỗi lần vận chuyển là 1,3 kg, bán kính giao hàng 10 km. Khi tới địa điểm giao hàng, drone sẽ không hạ cánh. Thay vào đó, chúng sẽ hạ thấp độ cao bay trên ngôi nhà và hạ gói hàng xuống dưới bằng cáp. Không chỉ Wing, nhiều công ty như Amazon, UPS và Uber Eats cũng đang triển khai dịch vụ tương tự tại Mỹ. Tuy nhiên Wing lại là doanh nghiệp đầu tiên được tổ chức hàng không liên bang Mỹ, FAA, cấp phép, cho phép công ty này triển khai thử nghiệm nhiều drone cùng lúc.